khi đến với 20 giờ thì chúng ta sẽ cùng xem MV với nhau. Nhớ canh giờ nha mọi người, nói hồi hố nè. Tụi em ơi nhớ canh giờ giùm anh nha. Ví dụ như là 7 giờ 55 là hú anh cái liền nha. Ok. Rồi. Vâng, và bây giờ thôi bắt đầu từ cha đẻ của bài hát này trước đi, còn cảm ơn Sù đây. Thôi trước mình thì chắc là bên Sù cũng đã gặp em rồi và cũng đã có cơ hội được nói chuyện với em trong những cái tác phẩm trước đó. Thế nhưng lần này em ơi, những cái tác phẩm trước là thành công rất là nhiều rồi, nhưng lần này được kết hợp cùng với chị Hồ Hà. Đây chính là một trong số những người nghệ sĩ mà mình thường tin là rất là khó tính cho âm nhạc của mình. Lần này kết hợp thì em có cảm thấy áp lực hay không? Và cơ duyên nào đã dẫn lối hai em đến với tác phẩm lần này? Lời nói đầu tiên cho phép Chuyết Minh xin được gửi lời chào tới các quý vị khán giả, quý vị khách mời, em chào em xin được. Trẻ lắm mọi người ơi. Nhiều khi đi thu phải gọi bằng cô với con luôn á. Vâng, và chắc chắn là cũng như là chị Hà cũng mới chia sẻ thì khi mà chị Hà và ekip có nghe được ca khúc hay là bài của em hay là các sáng tác của em thì chị Hà cũng rất là thích và có bỏ lời hợp tác với cả em. Thì ngay cả lúc mà ngay từ lúc mà em thấy anh Trung có nhắn tin và em nhìn thấy chữ Hồ, chị Hồ Bọc Hà thôi là em đồng ý liền. Yeah. Em không cần biết là nội dung của sau đấy là cái gì cả, em chỉ nhìn thấy gọi là một vài ký tự như vậy thôi là em đồng ý liền. Tuy nhiên lúc làm thì em cũng rất là mình áp lực về bản thân mình, và bởi vì là đây cũng là lần mà chị Hà kỷ niệm cột mốc 20 năm sự nghiệp, thế nên là em cũng hy vọng là mình có thể làm được điều gì đó rất là đặc biệt cho chị Hà. Dạ vâng, cảm ơn em đã bắt tay cùng với ca sĩ Hồ Hà trong đêm nay. Một tràng pháo tay lần lớn nữa cho Chuyết Minh. Quý vị ơi, tiếp theo sẽ là chàng trai rất là điển trai và chơi nhạc rất hay. Wow. Yeah. Thật sự, đối với cá nhân Minh Sù thôi thì cũng rất là ấn tượng, cũng là fan hâm mộ thông qua những cái set nhạc của em. Và lần này thì em có thể chia sẻ cái ý tưởng của mình cũng như là cái quá trình mà em hợp tác cùng với dự án lần này của ca sĩ Hồ Hà được không? Đầu tiên thì cho World Cup xin gửi lời chào tới tất cả mọi người của ngày hôm nay đó. Sau đó cho em xin gửi lời cảm ơn tới chị Hà cũng như anh Trung và ekip của chị Hà đã rất là tin tưởng bọn em để giao cho bọn em trọng trách mang đến cái lời thật là cháy thật là tuyệt vời với mọi người. Và bản thân em cũng rất là hồi hộp, cũng không biết là tối nay lên sóng ra sao, nhưng mà em với Chí Minh có thể đảm bảo một điều là đây là một trong những sản phẩm mà em với Chí Minh rất là tâm đắc. Thực sự là rất là tâm đắc luôn. Nhưng mà cho chị hỏi là quá trình em làm nhạc có lâu không? Hay là kiểu như là em thấy phấn khích quá cho nên em làm rất là nhanh? Chắc là lâu không? Mình sửa không? Hơi lâu, mình sửa hơi nhiều. Em nghĩ là cái phần sửa có thể lâu thôi. Nhưng mà nói thật với mọi người nha, Ô Cáp với Chí Minh là ngay từ cái buổi đầu tiên khi mà ba chị em cùng với anh Trung có ngồi lại để mà bàn cái ý tưởng, để lên ý tưởng cái bài này, là đây là một cái concept nhạc Afro mà Ô Cáp với Chí Minh rất là thích rồi. Ô Cáp với Chí Minh là một fan của những cái dòng nhạc này, rất là trendy bây giờ. Yeah. Chắc chắn là ngay từ ý tưởng đầu tiên là bọn em cũng rất là phấn khích được start cái dự án này với chị Hà rồi. Yeah. Là yeah, và Ô Cáp với Chí Minh rất là mong là tối nay khi mà sản phẩm được ra mắt như là cả EP được ra mắt thì mọi người sẽ đón nhận, sẽ yêu thương nó, và Ô Cáp Màu thì rất thích nó vì đây là một sản phẩm mà em nghĩ là cả ekip mình tâm đắc. Em không nói điều đâu chị ạ. Tôi chắc chắn là trong top 3 bài em thích nhất của em được làm luôn. Nói gì nữa, cho nên là chúng tôi cũng xin phép được bật mí cho tất cả mọi người rằng là ấn phẩm EP sẽ chính thức được ra mắt dành cho tất cả quý vị, những người yêu nhạc của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà vào lúc nửa đêm ngày 24 tháng 11 sắp tới quý vị nhá. Okay. Thay vì là mọi người soạn tin nhắn chúc mừng Hà thì mọi người chỉ cần nên nghe EP là đó là một lời chúc mừng quá tuyệt vời dành cho Hà. Còn mà yêu nhiều hơn nữa, quý vị cũng có thể là đặt mua EP vật lý, và trong đó chúng ta sẽ kèm theo một các package rất là nhiều quà tặng hấp dẫn khác nữa đến từ ca sĩ Hồ Hà trong album lần này. Và thôi tiếp nối, chị Hà thân mến, em được phỏng vấn hai người em của chị luôn, là sẽ rất là nhiều những cái áp lực và khó khăn trong việc là định hình phong cách mới nữa, làm hình ảnh mới nữa cho chị Hà trong cái sản phẩm mới nhất của chị Hà trong lần này. Không biết là Lâm Gia Khang cùng với Alex Fox, hai em thân mến, khó không? Khó dữ lắm không? Giờ làm gì nữa giờ? Rất là mệt mỏi với bà chị này.
Dạ, thật ra thì tụi em hay nói đùa, tụi em là cặp sinh đôi mới của mày Hà, của mày Hà. Tại vì mỗi lần là có dự án là ba chị em là phải gặp nhau thường xuyên, vậy Hà là đi ăn luôn các em ơi. Đi ăn hôm nay chỉ mời các em nhưng mà từ ra là dài chứ. Xui một cái là ba chị em cùng ở quận 2, cho nên là hú một cái là chị lái xe, chị hốt hai đứa đi liền. Yeah. Thì đó là cái thời gian mà mình ở gần với nhau, mình trò chuyện cùng nhau thì cũng nghe chị chia sẻ những cái tâm nguyện của chị, thì là kết hợp với những cái mà hai người cả hai đang có thì hy vọng là sẽ tạo ra được những cái mới mẻ hơn. Nếu như không nhầm là ý tưởng chúng ta bắt đầu từ trên chiếc xe chị chở đúng không? Đúng, tại chúng ta nghe nhà chị nhốt tụi em trên xe. À, chị bắt góc rồi, chị bắt góc luôn và chị bắt là phải nằm ý tưởng ra luôn. Bởi vì nếu mà mấy bạn này mà thả ra cho trở về cuộc sống bình thường là rất nhiều thứ suy nghĩ. Và nên đây cũng là một trong những cái chiêu của Hà. Ví dụ các bạn này là Hà cũng sẽ qua công ty gặp các bạn luôn, bắt phải nghĩ ra luôn bao nhiêu bài luôn, và hai em này cũng vậy. Cho nên là mọi người đừng có copy cái ý tưởng đấy của Hà nhé, tội nghiệp các em. Chỉ có Hà hành hạ các em thôi. Nhưng mà bạn Khang thì sẽ là một trong những bạn mà vai trò Hà nghĩ là mệt nhất. Thứ nhất là làm sao mà để cho Hà không có bị trùng lắm cái hình ảnh này. Rồi thứ hai là làm sao để mọi người cảm thấy phấn khích vừa mới nhưng mà vẫn giữ được linh hồn của Hồ Ngọc Hà. Rồi Khang là người mà đứng đầu tàu để cùng lái cái chiếc tàu với tất cả những bạn designer trẻ và local brand để cùng nhau, mỗi một thương hiệu thì sẽ là một bộ đồ nhưng mà sẽ xuyên suốt được. Thì Khang, em cứ kể khổ không sao đấy mà. Thật ra thì đối với em, người kia đầu tiên chị Hà cho em nghe bài cái điện thoại thì em người xin nói là em xin chị làm cái MV này, bởi vì là sự đối với em bài hát đây là bài hát rất là hay và ngoài hẳn rất là mới chị Hà, và lúc đó em tưởng tượng hay bao lại cùng tưởng tượng cái hình ảnh đó như thế nào. Và thật ra thì khi làm với chị Hà thì có hai cái khó. Thứ nhất là chị Hà quá đẹp, không thể nào làm đẹp hơn được. Thứ hai là chị Hà đã làm rất là nhiều hình ảnh rồi, và làm sao mình làm cái gì đó mà chị Hà nghe cảm giác như chị Hà cũng thấy mình mới, thì đó là thử thách của Khang và Alex. Thì thực ra thì mọi người qua MV thì mọi người có thể đếm số lượng đồ rất là nhiều, bởi vì từ trước đến giờ những sản phẩm của chị Hà thì nếu như mọi không, nếu chị Hà không nói đi thì ai cũng sẽ biết rằng sẽ có mang tính thời trang rất là cao. Đó là một bức thành văn từ trước đến giờ rồi, nên khi lần này thì Khang cũng muốn là đẩy cái sự thời trang nó lên một cách nó vừa thời trang mà khi mà mình nhìn cái MV mình cũng muốn mặc những trang phục đó. Thì Khang cũng muốn lần này là một cái đồ của Khang, và nhưng hiện đây thì Khang muốn cảm ơn thay mặt chị Hà đã ekip, cảm ơn cái nhà thiết kế Việt Nam đã support cho project lần này của chị Hà, và Khang thực sự rất là cảm kích bởi vì thực sự để làm một cái thiết kế cho MV từng cảnh một thì mọi người phải cùng nhau để sáng tạo nên một trang phục đó, thì thực sự cái đấy thôi chị, bây giờ mình tung hy luôn đi chị. Coi như là bây giờ trước khi mình xem MV thì tung hiên cho mọi người luôn là có bao nhiêu bộ đồ trong MV lần này được không ạ? Và em đã design trong vòng bao nhiêu lâu rồi Khang? Thật ra thì nói là cũng không nhớ thì nhiều quá. Nhiều quá, không nhớ thiệt hả? Không, hình như là nếu mà đồ để mà mang tới thì là khoảng 15 bộ thôi. Thật ra thì làm khoảng hơn 20 bộ nhưng mà cuối cùng chốt lại là khoảng 15 bộ. Dạ vâng, còn bao nhiêu bộ thì 8 giờ tí nữa đây chúng ta coi, chúng ta đếm nha mọi người nha. À, chắc là câu hỏi cuối cùng dành cho chú Thư, trao tay cho Đinh Huy. Thật luôn đó mọi người, bây giờ không biết phải hỏi câu hỏi như thế nào nữa, tại vì đây chính là những người coi như là cộng sự rất là ăn ý dành cho tất cả những ngôi sao hàng đầu Việt Nam rồi, và họ đã cho ra rất nhiều tác phẩm, rất nhiều ý tưởng hit đình đám. Nhưng không biết là lần này thì có làm khó Đinh Huy Thư hay không? Chú Thư ơi, là một cái người rất là thân thiết trong gia đình của Tiro nữa, vậy thì lần này thêm một cái áp lực mới dành cho chú Thư, không biết là Thư có thể chia sẻ cái quá trình mà cộng tác cho sản phẩm như này được không? Chú có thể nói là lần này là chắc là áp lực nhất của chị Hà ơi. Dạ, tại vì mình thật ra cái gì mình cũng làm rồi, story mình cũng làm rồi, concept mình cũng làm rồi, mình làm với nhau chắc là không còn gì để mà có thể khai thác được. Thì bắt đầu Alex với lại Khang cho vô thì quăng cho em một cái đề bài, quan cái thơ của cái đề bài cực kỳ là khó, đó là tất cả đều phải có một cái story nhỏ nè, rồi phải có concept nè, rồi phải chị Hà phải thật là chấn động nè, đó nói chung là cho Thư những cái đề bài cực kỳ khó luôn đó, nên thành ra là với cái áp lực là đã áp lực là bây giờ mình sẽ phải làm gì, rồi hai bạn này tới nữa làm khó mình nữa, đó nên áp lực nhân đôi. Và thật
nhưng mà ngồi ngay cái monitor luôn đó, bắt phải dạ, cái này dạ đúng rồi, không cho đi đâu luôn đó nên thành ra là lần này thì khá là áp lực, nên là mong rằng là một lát nữa khi mà các bạn xem MV thì các bạn sẽ cảm nhận được là một cái sự áp lực của ekip áp lực đầu kim cương. Vâng, và tác phẩm lần này chúng tôi dùng cái hashtag là áp lực đầu kim cương đúng không ạ? Xin được cảm ơn câu trả lời của các vị khách mời, và đặc biệt đây chính là những nhân vật rất quan trọng của ekip của chúng tôi trong ứng phẩm lần này của chị Hoàng Ngọc Hà. Và quý vị thân mến, hôm nay thì chúng ta sau khi xem xong MV, quý vị có thể là những người đặt câu hỏi tương tác cùng với ca sĩ Hoàng Hà trong đêm nay. Và chúng tôi bật mí là chúng tôi sẽ có 5 món quà bất ngờ mà chị Hoàng Hà sẽ lựa chọn ra những câu hỏi ấn tượng nhất. Cho nên là ngay từ giây phút này đây, mong là tất cả mọi người cũng sẽ nghĩ ra những câu hỏi chút xíu nữa đây chúng ta sẽ tương tác nhé. Kiểu gì trong đầu mọi người cũng đang hỏi là quà gì nhở? Rồi dạ. Mới hỏi voucher. Dạ, voucher này cái giá trị cũng rất là cao, tí xíu mình sẽ bật mí sau cho hấp dẫn ha. Còn bây giờ thì vẫn còn thời gian, chị Hà thân mến. Bây giờ mình sẽ giao lưu tiếp một tí xíu. Em nghĩ rằng là không chỉ là những người em, những người bạn của chị trong ekip là rất áp lực, mà riêng cá nhân chị Hoàng Ngọc Hà cũng phải đau đáu làm sao để tạo ra thêm một cái tác phẩm mới nữa, một cái đỉnh cao mới nữa của chính mình. Nhưng mà em cũng muốn là thay mặt cho mọi người hỏi chị một câu là làm sao chị có một cái bí quyết gì không để giữ được trước mắt là cái lửa nghề của mình nè, thứ hai là cái nguồn năng lượng thật là tốt, và điều đặc biệt là làm sao cho cái đỉnh tiếp theo của chị sẽ trở nên rực rỡ hơn. Cái này chắc Hà phải nói thật với mọi người rằng với hành trình 20 năm Hà nghĩ là khá dài với một nghệ sĩ, và Hà cũng đi qua rất là nhiều những cái chặng đường trong lĩnh vực ca hát của mình, từ một nghệ sĩ không ai biết tới, hát cũng chỉ có một vài người ngồi phía dưới nghe, rồi đến lúc mình chạm được thành công, rất thành công, rồi mình đi qua nhiều sóng gió, và sau đó mình lại cố gắng để duy trì được phong độ. Hà nghĩ rất là may mắn khi mình là một trong những nghệ sĩ được mọi người nhớ đến, mọi người biết đến và mọi người yêu mến trong một thời gian dài. Không tránh khỏi những lúc cũng giống như tất cả những nghệ sĩ khác là đã đến những lúc bế tắc và không biết mình phải làm gì, mà không biết là mình có còn được yêu thương không. Nhưng mà đến cuối cùng, điều may mắn nhất đối với Hà đó chính là Hà có được sự cân bằng ở trong chính gia đình của mình. Và Hà có tập luyện cho nên Hà nhìn rõ được rằng là cho dù có như thế nào đi nữa thì Hà cũng nhận được những bức thư từ phía những fan hâm mộ của mình rằng chị ơi, bao giờ chị ra bài hát mới, em vẫn luôn chờ đợi bài hát của mình, của chị và những chia sẻ của chị. Và những cái điều đó Hà nghĩ là những động lực lớn lao của Hà cũng như các nghệ sĩ để có thể tiếp tục duy trì làm nghề. Còn năng lượng thì cái này Hà nói thiệt là kể cả không là một nghệ sĩ thì chúng ta cũng vẫn luôn luôn phải duy trì những cái nguồn năng lượng tích cực và dồi dào nhất cho mình ở trong cuộc sống. Và Hà ngay cả khi không ở trên sân khấu, Hà ở nhà thì Hà cũng phải là một người tỏa ra năng lượng nhiều nhất ở trong nhà để tất cả mọi người đều cảm thấy ấm áp và vui vẻ. Và đó cũng là cái giống như cái sứ mệnh của mình rồi. Hà thì ở giai đoạn này phải thú thật với các em là Hà không quá mong đợi rằng ô bài hát này phải là thế này, phải là thế kia. Điều mà Hà mong đợi nhất sau 20 năm đó chính là mọi người vẫn yêu thương và gật đầu cho những sản phẩm của mình ra mắt. Đó là điều quan trọng nhất, bởi vì khi mà mình ra sản phẩm mà không ai nói gì hết, không chê cũng không khen, đó là một nỗi buồn, rất là buồn, buồn lắm. Ngay cả khi diễn xong cũng vậy, cứ mỗi một phần trình diễn mà mọi thứ nó trở nên im lặng là mình rất là về ngủ không được một tuần luôn á. Thành ra với một sản phẩm, Hà chỉ cần, cả ekip chỉ cần được nghe rằng là wow, sản phẩm thật sự đáng giá. Hà nghĩ đấy là một trong những cái liều thuốc vitamin mạnh nhất để giúp duy trì năng lượng cho các nghệ sĩ như Hà. Dạ vâng, tối nay chúng ta sẽ cùng tiếp theo lời cho chị Hà đúng không ạ? Chị ơi. Hà nghĩ là chắc là không ạ. Vâng, phải nói rằng là cảm ơn tụi em rất là nhiều. Quý vị thân mến, đây chính là những cái nhân vật mà tiếp thêm năng lượng cho chị Hà rất là nhiều ạ. Đây chính là những khán giả của chị Hà, những khán giả rất là trung thành. Khi mà chúng tôi chia sẻ thông tin ở trên fanpage của chị Hoàng Ngọc Hà là đêm nay chúng ta sẽ có gathering night, thì chúng tôi chỉ có 300 slot thôi, mà khi mà bật mí thông tin này thì chúng tôi đã nhận được full booking, cho nên chúng tôi cảm thấy rất là biết ơn với tình cảm của bạn dành cho ca sĩ Hoàng Ngọc Hà đêm nay. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Và mình có cần phải nói gì về cái EP ông ta? Cần tí xíu là chị ạ. Với lại kể cả thời trang, em nhắc giúp chị là trong đấy có Fancy nè, rồi đúng không? Mình có The Show nè, yeah. Phúc Tuấn nè, có Đạt nè,
có đông, Ngô Mạnh Đông Đông này có rất là nhiều, mà hầu như là Hà collect hết tất cả những cái local brand nổi tiếng nhất, và cả stand của Lê Minh Ngọc ở trên poster của Hà nữa. Thì không biết hôm nay có các bạn ở đây không, nhưng mà sẽ cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hy vọng là các bạn nhắn tin cho cả xưởng xưởng may của mình coi em đi tới đây hơn nhá. Đó là chúng tôi đây chắc là cũng là một chiêu ấy nhỉ. Đúng mình rồi, gọi chị. Kiểu mười mấy nhà thiết kế xong mười mấy cái xưởng là cũng được vài view rồi đó. Tí xíu nữa chúng ta sẽ cùng tặng hoa và mình dành hết tất cả những thành viên trong ekip của chị Hà. Còn bây giờ thôi chị bóc giùm em một câu đi. Đây các bạn chưa gì đã viết rất là nhiều câu. Biết đâu. Câu dài nhất đi. Câu dài nhất nha. Dạ xin mời chị. Chị đọc luôn đi. Câu này là chị biết đưa qua tác giả. Chị ơi em chờ MV Cây Đền Thần bữa giờ. Em rất là thích lời bài hát này. Lời bài hát có phải câu chuyện của chị không? Em muốn hỏi chị, trong nhà chị, anh Kim và chị, ai là cây đèn thần của ai? Dễ thương. Trời, câu này là được tặng bao trời chắc luôn á. Chị ơi, cho em xin phép được đọc tên. Đây là bạn Lan Phương nha. Tí xíu Lan Phương chờ xem kết quả cuối cùng là gì. Bây giờ chị ơi trả qua cho tác giả chị hả? Cho tất cả trả lời ha. Để hỏi chị mình hả? Lời bài hát trước đi. Lời bài hát. Chị sẽ trả lời với cây đèn thần, ai là cây đèn thần. Chắc là nhờ chuyên viên chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này. Đó chính là khi mà em đặt để những cái lời lyrics đầu tiên thì em có nghĩ tới cái câu chuyện thật của chị Hà hay không? Hay là dựa trên một cái câu chuyện nào đó của em? Chắc chắn là khi mà em làm một bài hát cho một nghệ sĩ, và nhất là làm cho chị Hà của bài hát Cây Đèn Thần, thì câu chuyện đó phải là câu chuyện của chị Hà. Và em dành sự quan sát cũng như là em có trao đổi với chị Hà về tinh thần của chị hay là thông điệp của chị muốn gửi đến quý vị khán giả trong thời điểm này, thì chị Hà muốn có một ca khúc sôi động và một tinh thần thật là tích cực. Thì em mới nghĩ là em muốn viết về chính chị. Chị là một người phụ nữ rất là toàn năng. Chị rất là khiêm tốn khi mà nhắc đến bốn từ này, nhưng mà chị là nữ hoàng giải trí trong lòng công chúng. Và chị trở về nhà, chị lại là một người vợ, một người mẹ. Và trong những series hay là những câu chuyện của chị thì chị còn là một người con, mà em thấy chị cũng làm tất cả mọi vai trò của mình rất là trộm vía, trọn vẹn và rất là gọi là viên mãn thời điểm này. Dạ vâng, rất chu toàn tất mọi thứ. Thì em nghĩ là câu chuyện của một người như vậy thì chắc chắn em hình dung đến một nữ thần đèn. Nhưng mà đương nhiên nữ thần đèn thì phải có cây đèn. Cái đèn ở đây là trái tim của người phụ nữ đó. Và em cũng có theo dõi hành trình của chị Hà. Thì chị Hà là một cái người mà là một người nghệ sĩ mà đã đi qua rất là nhiều những thăng trầm, có rất là nhiều những câu chuyện. Và để có được trái tim của người phụ nữ đó thì chắc chắn phải là một tình yêu đủ lớn, một người thật là xứng đáng. Và khi mà người phụ nữ ở đây là chị Hà đã cảm nhận được điều đó và người đấy chạm đến được trái tim của chị, thì chị sẵn sàng trở thành bất cứ phiên bản nào có thể, vẫn là một người nữ hoàng giải trí, là một người mẹ, một người vợ, làm bất cứ vai trò nào trong cuộc sống này. Và đó là thông điệp mà em muốn dành cho bài hát này của chị Hồng Hà. Vỗ tay lớn quý vị ơi, hay quá quý vị. Tâm huyết của nhạc sĩ cỡ đó ủa, nhưng mà hình như là em thấy hôm nay là chú Minh nói ra thì chị mới wow đúng không? Thì là trước đó là có ngồi brainstorm với nhau chưa? Thật sự chưa? Thật ra trước đó thì chị cũng đó, thì là chị Minh có nói là khi mà đặt bài hát thì Hà muốn cái EP này tất cả đều phải là những bài hát không có buồn và bi lụy. Hà quá đủ cho những bài hát bi lụy rồi, Hà không có muốn hát những bài buồn nữa. Và Hà muốn là khi mọi người nghe những cái bài hát trong EP lần này thì sẽ đều đang buồn, đều cảm thấy là có một cái le lói buồn sáng ở đây trong cuộc sống của mình. Và chỉ vậy thôi, còn chưa hỏi xong nữa, hôm nay đến ngồi tắm sau này. Còn quay lại với câu chuyện là cây đèn thần và ai là cây đèn thần ở trong nhà của Hà. Yeah. Thì mọi người cũng nhìn rõ được câu chuyện của Hà, câu chuyện tình yêu của Hà rồi. Thì Hà nghĩ rằng là ai là cây đèn thần không có quan trọng bằng cái người nào cầm cây đèn thần để đặt ở đâu. Bởi vì cái này nói thiệt, Hà có thể là cây đèn thần trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng mà nếu mà cái người đàn ông bên cạnh mà không nghĩ rằng đó là cái cây đèn thần, nó chỉ là một cái cây đèn dầu, thì nó cũng chỉ là một cái cây đèn dầu mà thôi. May mắn là Hà nghĩ rằng mình là cây đèn thần, nhưng mà chồng cũng nghĩ mình là cây đèn thần. Chứ chị không phải tự trà cái cây đèn dầu, cái đèn thần của chị. Em đang tự hỏi câu này. Anh Kim là người thắp sáng cho cái cây đèn thần này, người sáng và tỏa sáng.
biết có nên hỏi câu này không? Nhưng cái lúc nào thì chị sẽ muốn trà cái cây đàn thần này để thần đàn xuất hiện? Bởi vì thật sự ra rất là cần cái khoảnh khắc của mình, không phải lúc nào mình cũng mạnh mẽ xuống luôn chị. Khi chẳng nào có chị... cái cây đèn nào mà nó sáng hoài được. Đúng, cho nên khi nào chị cần ai nhất? Khi nào gì? Khi nào chị cần thần đèn xuất hiện nhất? Khi nào chị cần thần đèn xuất hiện nhất hả? Những khi quan trọng thôi. Ví dụ như lần này là tối nay này, vào lúc 8 giờ tối chị cần cây đèn thần xuất hiện à. Phạm Thoại đang cầm cây đèn gì vậy? Cây đèn dầu. Bởi vì em chưa tìm thấy người nào nhìn thấy em là cây đèn thần. Yeah. Chị nghe rồi là em định tội luôn mà. Có. Quá trời rồi, cống hiến mình một đại hội tay cho Phạm Thoại, cảm ơn em. Yeah. Chị Hà ơi, sắp đến giờ rồi. Dạ vâng, chỉ còn vài phút nữa thôi. Quý vị ơi, đêm nay thì 5 phút nữa đó quý vị giáo. Dạ vâng, chúng tôi rất là muốn quý vị sẽ làm một cái hành động chung cùng với nhau. Tại vì mình sự tin chắc rằng là đây là khoảnh khắc tạo ra nhiều năng lượng nhất, nhiều hạnh phúc nhất. Chị Hà muốn là sẽ chụp hình cùng với tất cả mọi người ha. Okay. Thưa mọi người, chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử cài view. Đó là Hà muốn là chỉ vài phút nữa thôi, cả ekip và tất cả chúng ta chắc hẳn ai cũng có chiếc điện thoại thông minh. Mà khoảnh khắc này Hà rất là mong muốn được gọi là viral khắp nơi. Đó chính là vào lúc 8 giờ khi mà chúng ta đếm ngược lại thì mỗi mọi người cho Hà xin view được không? Mình cầm cái điện thoại lên, mình bấm vào YouTube của Hà, xong rồi chúng ta cùng cài view trong cùng một khoảnh khắc vào lúc 8 giờ để Hà có thể chụp lại và quay lại khoảnh khắc này. Làm ơn làm giúp ngày sau để không còn tất bay nha. Vâng, bây giờ mình làm luôn cái gì Hà thân mến. Mời mọi người chưa? Smartphone của quý vị đâu hết rồi hả? Dạ quý vị ơi, lấy smartphone của mình không có cười đó, mọi người không cười, cái này thiệt đó. Này thiệt có thiệt á. Xin mời chúng ta xoay xoay đừng cái đi mọi người. Xin mời ekip của mình xuống đây với chị Hà luôn ạ. Vâng. Xong rồi chúng ta cùng dơ lên đây này, xong Hà bên trên ở trên này qua xuống là chụp lại khoảnh khắc này. Dạ. Mà nếu mà đã coi rồi mà không lẽ không bấm cái nút share, nó cũng kỳ nha mọi người, kỳ lắm luôn á. Đó. Và nếu mà share thì mình chỉ cần hashtag cây đèn thần, hashtag Hồ Ngọc Hà và status Hà ơi Hà dữ quá nhà Hà. Yeah. Đó, đúng rồi. Điện thoại mọi người đâu hết rồi hả? Rồi, xin mời mọi người hả? Làm ơn. Chị Hà ơi, đằng sau quay giùm em. Đây, xin mời chứng minh. Chúng ta xuống đây với chị Hà luôn. Mời hóa cấp, mời chú Thư, mời Khang, mời laptop luôn. Rồi. 999 HD 90 gửi liền đi em. Mua tặng khúc này wifi đi. Rồi, quý vị ơi, quý vị có thể giúp Minh Sùi là mở smartphone, mình truy cập vào kênh YouTube của ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngay bây giờ được không ạ? À? Dạ, mình vô YouTube luôn ạ. À. Lên trên chú Thư. Dạ đây, mọi người. Chỉ còn 2 phút nữa quý vị ơi. Yeah. Rồi, mình sẽ ngồi xuống xa xa kia đây chút xíu. Vô đi em, vô chăng Hồ Ngọc Hà. Chị Hà ơi, chị là thằng đẹp chị đứng giữa nha. Rồi, xin mời mọi người chúng ta sẽ ngồi thấp xuống xíu. Điện thoại chị đâu? Hướng lên sân khấu ở đây luôn. Mọi người ơi, chỉ còn 1:30 nữa thôi. Nhưng mà giây phút này chắc mình phải tắt đèn hết để mình nhìn thấy được cái ánh sáng của điện thoại là đẹp nhất ạ. À. Đi tắt ơi, cay em. Dạ, quý vị ơi, chúng ta chỉ còn 1:30 nữa. Rồi. Mình bấm vào mục tìm kiếm, mình kiếm vào Hồ Ngọc Hà. Rồi. Mình sẽ thấy... Ủa chưa mà? Dạ chưa chị, bây giờ mình chuẩn bị. Sắp diễn ra mọi người ơi, mình bấm vô đây. Đó, rồi. Xong mình cho cái màn hình mở. Đó, rồi mọi người ơi, em chưa thấy điện thoại của mọi người, có thể giơ cao lên được không ạ? À? Dạ đúng rồi, đẹp quá. Mọi những người mà chưa giơ điện thoại có cảm thấy như thế nào không ạ? À? Đó, đúng rồi đó. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.